Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Calm nhận được 200 triệu đồng token BTC Lite. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 460 tài khoản holder và đã phát sinh 1.042 lần giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calm.net, link truy cập website được mình ở phần dưới mô tả ở đây nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước dẫn chân trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ cho quan sát thôi. Các bạn có thể sử dụng nút copy và chắc nhanh ở đây, hoặc quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví này, các bạn quay trở lại website calm.net, truy cập vào bước 2 để nhận token nhé. Rồi, chương trình AirDrop đã sẽ kết thúc vào 25 ngày nữa. Thì ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là mua hợp đồng này với mi thấp nhất là 0.01 BLV nhé. Còn nếu bạn Calm thì bạn kéo lên phần trên này, nhấp vào yêu cầu của AirDrop đây cho mình nhé. Calm AirDrop thì nó hiển thị lên cái bảng để kết nối với ví, thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Ví ra của nó là 0.000592 BLV, thì các bạn nhấp xác nhận cho mình. Ok, giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website calm.net nhé, để cập nhật những dự án đã ghi và thưởng token mới nhất được bên mình cập nhật mới nhất hàng ngày. Và nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch qua lần thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng về 10% khi giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra có nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, nếu các bạn chưa có thì bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Các bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải đây là những dự án sắp kết thúc, các bạn nào chưa tham gia thì hãy nhấp vào để tham gia nhé. Các bạn chỉ cần nhấp vào nhận token đây. Đó. Và nhấp vào Calm, tìm tới cái mục Calm để các bạn lên tới cái ví đây chẳng hạn. Đấy, bạn có quan chắc là dán xong ví MetaMask là bạn Calm đây nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách Calm nhận được 200 triệu đồng token BTC Lite. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mình đăng tải lên nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.